cập nhật chiến sự Nga-Ukraine ngày thứ 551. Ông Zelensky nêu điều kiện tổ chức bầu cử giữa chiến tranh với Nga. UAV trên sắc Mỹ chạm mặt tiêm kích Nga ở Biển Đen. Hàng chục lính Nga bị thủ tiêu ngay trong doanh trại, người Nga phàn nàn về vụ phá hoại ở Crimea. Lực lượng phòng thủ Ukraine tiến mạnh xung quanh Trabotino, Nga gặp tổn thất nghiêm trọng, khẩn cấp chuyển quân Ukraine công bố cảnh nổ tung các bãi mìn và bóp nghẹt quân Nga ngoạn mục. Chỉ huy bị bắt sống, quân Nga tháo chạy tán loạn khi hệ thống phòng thủ kiên cố nhất bị Ukraine đánh sập. Tất cả sẽ được gửi tới quý vị ngay sau đây. Thì nghĩ mến chào quý khán giả đang xem tin tức trên kênh HTD News. Ông Zelensky nêu điều kiện tổ chức bầu cử giữa chiến tranh với Nga. Kính thưa quý vị, Tổng thống Zelensky tuyên bố Ukraine có thể tổ chức bầu cử giữa lúc cuộc chiến chống quân xâm lược Nga nếu các nhà lập pháp nước này chấp thuận và phương Tây hỗ trợ chi phí. Do lệnh thiết quân luật, các cuộc bầu cử hiện không thể diễn ra ở Ukraine. Nhà chức trách đã gia hạn lệnh này sau mỗi 90 ngày và thời điểm hết hạn sắc lệnh tiếp theo là vào ngày 15 tháng 11, sau ngày bỏ phiếu bầu quốc hội thông thường vào tháng 10 và trước cuộc bầu cử tổng thống thường được tổ chức vào tháng 3 năm sau. Thượng nghị sĩ Mỹ Lindsey Graham, một trong những nhà lập pháp hàng đầu ở Washington, đã tới thăm Kiev hôm 23 tháng 8, cho rằng Ukraine cần chứng tỏ mình bằng cách tổ chức bầu cử khi cuộc chiến với Nga vẫn tiếp diễn. Theo Reuters, trong cuộc phỏng vấn trên truyền hình ngày 27 tháng 8, ông Zelensky tiết lộ đã thảo luận về vấn đề với ông Graham, kể cả câu hỏi về ngân quỹ và nhu cầu phải sửa đổi luật. Lãnh đạo Kiev cho hay, Chi phí để Ukraine tổ chức bầu cử trong thời bình là 5 tỷ Grevinia, tương đương khoảng 135 triệu đô la. Tôi không biết số tiền cần thiết là bao nhiêu giữa lúc chiến sự. Vì vậy, tôi đã nói với ông Graham rằng mọi chuyện có thể diễn ra nếu Mỹ và châu Âu hỗ trợ tài chính. Tôi sẽ không lấy tiền từ vũ khí để chuyển cho các cuộc bỏ phiếu. Điều này đã được luật pháp quy định. Ông Zelensky chia sẻ. Ông Zelensky còn nói với ông Graham về việc phải cử các quan sát viên tới những khu vực tiền tuyến để bảo đảm các cuộc bầu cử hợp pháp cho Ukraine và cả thế giới. Theo ông, Kiev cũng sẽ cần trợ giúp để thiết lập quyền tiếp cận bỏ phiếu bổ sung cho hàng triệu công dân ở nước ngoài, đặc biệt tại các nước thuộc Liên minh châu Âu. <cười> <cười> UAV trên sát Mỹ chạm mặt tiêm kích Nga ở Biển Đen Nga tuyên bố xuất kích máy bay chiến đấu Su-30 chặn máy bay không người lái MQ-9A Tripper của Mỹ tại Biển Đen. Trung tâm Quản lý Quốc phòng Nga thông báo vào ngày 27 tháng 8. Vào ngày 27 tháng 8, các hệ thống kiểm soát trên không của Nga đã phát hiện một mục tiêu trên không đang tiếp cận không phận của Nga trên Biển Đen. Một máy bay chiến đấu Su-30 của lực lượng cảnh báo phòng không đã được điều động để xác định mục tiêu và ngăn chặn hành vi xâm phạm biên giới. Kiếp vận hành máy bay chiến đấu của Nga đã xác định mục tiêu trên không là máy bay không người lái MQ-9A Tripper của Mỹ. Theo Trung tâm Quản lý Quốc phòng Nga, máy bay không người lái của Mỹ đã rời khỏi biên giới khi máy bay chiến đấu Nga tiếp cận. MQ-9 Reaper là máy bay không người lái trinh sát và tấn công có sải cánh dài 20 mét, trọng lượng tối đa 4,7 tấn và thời gian hoạt động 27 giờ. Trước đó, vào giữa tháng 3, lực lượng không quân Nga đã phát hiện một máy bay không người lái MQ-9 Reaper của Mỹ trên biển đen ở khu vực bán đảo Crimea. Nga đã điều máy bay chiến đấu Su-27 để chặn UAV của Mỹ. Video của lực lượng không quân Mỹ cho thấy cuộc chạm trán giữa MQ-9 Reaper với Su-27. Đầu tháng này, một máy bay chiến đấu Su-30 của Nga đã xuất kích để đánh chặn một UAV MQ-9 9A Reaper của Mỹ trên biển đen. Các vụ chạm trán xảy ra giữa lúc quan hệ giữa Washington và Moscow leo thang căng thẳng do cuộc xâm lược ở Ukraine. Nga cáo buộc Mỹ và đồng minh viện trợ quân sự cho Kiev nhằm kéo dài chiến tranh và làm suy yếu Moscow. Hàng chục lính Nga bị thủ tiêu ngay trong doanh trại. Người Nga phàn nàn về vụ phá hoại ở Crimea. Tại Crimea bị chiếm đóng, 14 binh lính của Nga được tìm thấy đã chết trong một đơn vị quân đội. Kênh Telegram Klevnitskaya Chabakuka đã viết về điều này, trích dẫn nguồn tin từ Bộ Tổng tham mưu các lực lượng vũ trang Liên bang Nga và cái gọi là chính phủ Crimea. Vụ việc được cho là xảy ra ở Esbataria. Thông báo viết, theo các nguồn tin, các binh lính đã bị giết trong khi ngủ. Những kẻ phá hoại không rõ danh tính đã giết một số người bằng những cú đánh vào tim những người khác bị cắt cổ. Không ai có thể hiểu làm thế nào bọn tội phạm vượt qua được lính canh gác và đột nhập vào doanh trại. Có lý do để cho rằng tội ác mới do chính những kẻ phá hoại đã làm như ở Sevatobo. Cuộc tìm kiếm chúng đang được tiến hành. Trên các phương tiện công chúng, người ta lưu ý rằng ngay trước khi xảy ra tình huống khẩn cấp tại Epateria Agremia, một trận chiến đã diễn ra với những kẻ phá hoại đổ bộ lên mũi tắc hành cách. Các quản trị viên của mạng công chúng Nga tranh luận rằng liệu một số kẻ phá hoại có thể đã ở lại bán đảo và thực hiện hành vi sát hại quân đội của chúng ta trong doanh trại hay không? Các nguồn tin không thể nói chắc chắn. Trước đó, Kremlinskaya Tebekera cho biết một tội ác tương tự đã xảy ra ở Sevastopol vào đêm 28 tháng 7 năm 2023 khi đó chín thủy thủ được cho là đã thiệt mạng trong doanh trại họ giống như các binh lính ở gần epateria đã bị thủ tiêu trong giấc ngủ quân chiếm đóng cho rằng người nga ở crimea đang bị các nhóm trinh sát của ukraine giết chết theo một giả thiết khác những thủy thủ thiệt mạng bị trả thù vì một số hành vi xúc phạm hoặc xung đột trong cuộc sống hàng ngày nhưng giả thiết này làm dấy lên sự nghi ngờ ở những kẻ xâm lược bởi vì chúng nói tội phạm đã hành động quá chuyên nghiệp và máu lạnh. Tất cả các nạn nhân đều đến từ những vùng khác nhau của Nga. Thi thể của họ được bí mật đưa về nhà từ Sivatopol đến các vùng từ Sabetepur đến lãnh thổ Krasnodar. Bộ Tổng tham mưu các lực lượng vũ trang Ukraine và Bộ Quốc phòng Ukraine không phổ biến thông tin gì về hoạt động của các nhóm trinh sát phá hoại của Ukraine ở Ebatoria. Lực lượng Ukraine thủ tiến tiến mạnh xung quanh Robotino. Nga gặp tổn thất nghiêm trọng, khẩn cấp chuyển quân. Quân Ukraine tiếp tục phản công vào Zaporizhia. Sau khi giải phóng Robotino, họ di chuyển theo hướng ngôi làng lân cận Novoprokoboka, cũng như hướng Maklaya Tomaka, Oteritos Vatioi, Alexander Stupul, người phát ngôn của Trung tâm Báo chí chung của lực lượng phòng vệ, theo hướng Tarit đã nói về tình hình ở Zaporizhia trên sóng Teleton rằng người Nga ở những khu vực này bị tổn thất đáng kể. Đó là lý do tại sao họ buộc phải điều động quân từ các khu vực khác của mặt trận. Ông Stepan nói, bất chấp điều kiện chiến đấu khá khó khăn, quân của chúng ta đã tiến vào các khu vực Yugoslavia và Trabotino, và họ hiện đang tiến về Novo gần Trabotino và về phía Malia, Tokmatka, Osiretovatoi. Để kiềm hãm cuộc tấn công của quân phòng thủ Ukraine, quân xâm lược buộc phải khẩn trương điều động quân từ các khu vực khác của mặt trận. Ông Stepan nhấn mạnh, họ mất tới 100 người mỗi ngày một cách không thể cứu vãn được và vẫn còn những tù nhân bị thương. Trong một ngày qua, họ đã mất tổng cộng 305 người và họ đang cố gắng cứu phản nó. Nhưng hoa trà, nó lại trở thành một mớ hỗn độn. Đại diện của lực lượng phòng vệ theo hướng Tarit ghi nhận sự gia tăng số lượng các cuộc không kích của đối phương, Sturban nói, điều này cho thấy các loại vũ khí hỏa lực khác không thể cản trở bước tiến của quân đội chúng tôi. Đồng thời, ông lưu ý rằng lực lượng phòng vệ sẽ phải vượt qua các tuyến phòng thủ khá mạnh của địch bố trí ở phía trước. Nhớ lại rằng trước đó, Viện Nghiên cứu Chiến tranh tuyên bố rằng lực lượng vũ trang Ukraine đã đạt được những thành công mới ở phía tây vùng Saborisia và những thành công này có ý nghĩa quan trọng về mặt chiến thuật. Lúc này, binh lính Ukraine đang tiến qua khu vực khó khăn nhất trên tuyến phòng thủ của Nga. Để ngăn chặn cuộc tấn công của lực lượng phòng vệ, Bộ Chỉ huy Nga đã chuyển một phần đội hình tinh nhuệ của mình từ vùng Kremikaya, Lưu Hành, đến vùng Jabotino ở Zaporizhia. Người ta cũng biết rằng, Liên bang Nga đã kéo hơn 100.000 quân xâm lược về hướng Liman kobian Quân xâm lược bắt đầu bắn mạnh hơn vào các vị trí của binh lính Ukraine trên khu vực này của mặt trận. Vào đêm trước, có 620 đợt pháo kích của địch mỗi ngày. Ukraine công bố cảnh nổ tung các bãi mìn và bóp nghẹt quân nga ngoạn mục. Lữ đoàn thủy quân lục chiến số 36 của Ukraine được đặt theo tên chuẩn đô đốc Mykola Belensky đã chia sẻ một đoạn video lưu trữ về quá trình bắt đầu các hành động tấn công ở miền nam, cho thấy cách họ đối phó với các bãi mìn của nga. Dịch vụ báo chí lữ đoàn 36 Thủy quân lục chiến ra thông báo cho biết các kỹ sư Thủy quân lục chiến thuộc lữ đoàn Thủy quân lục chiến số 36 được đặt theo tên của chuẩn đô đốc Mikhailo Bilisky cùng với các đồng đội của họ chọc thủng hệ thống phòng thủ mình của Nga là một nghệ thuật thật sự. Ngay cả dưới hỏa lực trực tiếp từ vũ khí chống tăng, họ vẫn phóng được hàng tấn chất nổ dẻo ngay trước tuyến phòng thủ của Nga nhằm nghiền nát quân Nga. Tuy nhiên, video không thể hiện được thời gian cũng như điểm cho các hoạt động này của thủy quân lục chiến. Vào hồi tháng 7, tờ The Washington Post đưa tin rằng cuộc phản công của Ukraine đang tiến triển chậm do các khu vực phía trước các công sự phòng thủ của Nga được trái mìn dày đặc. Trước cuộc phản công, Ukraine chỉ nhận được chưa đến 15% số thiết bị xử lý bầm và thiết bị kỹ thuật mà nước này yêu cầu từ các đối tác phương Tây. Chỉ huy bị bắt sống, quân Nga tháo chạy tán loạn khi hệ thống phòng thủ kiên cố nhất bị Ukraine đánh sập. Một trận đánh chiến lược của Ukraine đã xuyên thủng hệ thống phòng thủ của Nga và thậm chí còn bắt được một chỉ huy. Quân đội Nga thực hiện cuộc tấn công vào Kherson sáng ngày 27 tháng 8 bằng máy bay. Hiện vẫn chưa có báo cáo về kết quả thương vong hay thiệt hại. Cơ quan quản lý quân sự tỉnh Kherson nói rằng, phiên Nga đã thả bom dẫn đường ở khu vực lân cận Kherson. Đadypka, Kosaky và Oda Dokamyanka vào ngày 27 tháng 8. Cùng ngày, một báo cáo tiền tuyến từ phía Ukraine cho biết họ đã đánh bại quân đội Nga ở Kherson. Báo cáo cho biết, phía Ukraine lợi dụng sự không quan thuộc địa bàn của quân Nga ở Kherson và tấn công làm thương vong một phần năm một tiểu đoàn lính Nga. Thông tin cho biết, một trận đánh chiến lược của Ukraine đã xuyên thủng hệ thống phòng thủ của Nga và thậm chí còn bắt được một chỉ huy. Bằng cách sử dụng máy bay không người lái và các cuộc tấn công bằng HIMARS, người Ukraine đã tổ chức các trận đánh chống lại quân Nga. Mục đích của Ukraine trong những trận đánh này là làm suy yếu lựa đoàn 205 của Nga và chiếm quyền kiểm soát khu vực. Và thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc nội dung phần tin tức của chúng tôi tại đây. Mọi ý kiến đóng góp cho chương trình, xin quý vị để lại ở dưới phần bình luận hoặc gửi qua hộp thư htdnew.btv.com một lần nữa đội ngũ htd news rất mong nhận được sự ủng hộ của quý vị khán thính giả xin chào và hẹn gặp lại ở bản tin kế tiếp